đầu tháng 1, 2022, tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã chính thức được thông tuyến kỹ thuật. Các đơn vị nhà thầu đang gấp rút xây dựng những hạng mục cuối cùng của dự án, cố gắng hoàn thành vào tháng 4, 2022. Tuyến cao tốc có chiều dài gần 200 km, điểm đầu kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điểm cuối đấu nối với đường dẫn cầu Bắc Luân 2 thuộc thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng vốn đầu tư 11.195 tỷ đồng, được chia làm hai dự án độc lập là đoạn cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đoạn Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, BOT do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn và tập đoàn Sen Group làm chủ đầu tư. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sở hữu nhiều cây cầu vượt biển, vượt sông suối nhất với 32 cây cầu trên toàn tuyến, trong đó có cầu Vân Tiên là cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Cầu Vân Tiên có tổng chiều dài gần 1,5 km, được thiết kế dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, đúc hẳn cân bằng căng sao, tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp, đảm bảo tốc độ tối đa 120 km/h. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là công trình có độ khó cao do điều kiện địa hình, địa chất, khu vực phức tạp, dòng nước thủy triều chảy xiết, dưới đáy là tầng đá, chiều sâu mực nước trên 17 mét, tương đương cầu bãi cháy, dẫn đến việc định vị khoan nhồi, neo hệ thống nổi để phục vụ thi công mất nhiều thời gian. Dự kiến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ được đưa vào sử dụng trong quý 2, 2022. Đây là mảnh ghép cuối cùng của tuyến cao tốc xuyên tỉnh, kết nối thông suốt từ Hà Nội, Hải Phòng tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Khi đó, từ thủ đô Hà Nội đi cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Trước đó, vào tháng 2, 2019, tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Quảng Ninh với chiều dài gần 60 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Việc hoàn thành đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đánh giá sẽ giúp các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh có sự phát triển vượt bậc, tạo sức mạnh lan tỏa và là động lực giúp khu vực miền Đông của Quảng Ninh tăng trưởng nhanh hơn, kéo gần khoảng cách về kinh tế xã hội với các địa phương có tốc độ phát triển cao như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái. Sau khi tuyến cao tốc hoàn thành, Quảng Ninh sẽ trở thành tỉnh sở hữu đường cao tốc xuyên tỉnh dài nhất Việt Nam hiện nay, tạo thành tuyến cao tốc ven biển duy nhất kết nối trực tiếp, đồng bộ tới cả ba khu vực kinh tế gồm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Tuyến cao tốc cũng kết nối với các tuyến cao tốc dài nhất nước ta là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Móng Cái, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái.